Quá đáng tiếc cho Phú Hồng Sinh. Một pha tự sát tại Đắk Lắk 5-7. Đây là cậu bé học sinh quê Tam Nông, Đồng Tháp, 18 tuổi, vừa thi tốt nghiệp xong và đã lên Sài Gòn giao đấu rồi. Năng khiếu của Phú Quốc Sinh đã được khẳng định. Các bạn nào thấy Phú đánh cái ghế thì các bạn sẽ biết đẳng cấp ra sao nha. Vậy tại bây giờ cái kia đang đối đầu với Tài Nhỏ và Rô. Bóng ngoài, một quả quá khó cho Phú. 6-7. Tỷ số tại giờ là 6-7. Rất gay cấn. Lại là Phú tự sát tại Nam Lạc. 7-7. Tỷ số tại là 7-7. Sau khi Tài Nhỏ bị gác 4-7 và hiện tại bây giờ Phú tự sát 3 quả liên tiếp. Và hiện tại bây giờ là 7-7. Trận đấu đang trở nên rất hay rồi. 7-7. Sau khi đổi sân, đổi chiến thuật, lại là Tài Nhỏ tự sát tại Nam Lạc. 8-7 đang nghiêng về cho Phú Quốc Sinh. Hai bên khó bên nào giết bên nào và cuối cùng tự sát và tự sát. Các bạn thấy không, động tác của Phú rất nhẹ nhàng và uyển chuyển. Mặc dù cậu ta mới có 18 tuổi thôi, vẫn là cậu học sinh 12, vừa thi tốt nghiệp xong vài ngày và đã khăn gói lên Sài Gòn, đặc biệt là vào Thánh Địa Gò Sòi, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Quá hay, đẳng cấp. Quá hay, một pha bóng quá hay và đẳng cấp vừa rồi đã lên tiếng. Quá tuyệt vời cho cậu học sinh trẻ, thật sự quá đẳng cấp pha bóng vừa rồi. Tỷ số hiện tại bây giờ là 11-8 đang nghiêng về cho cậu học sinh Phú học sinh quê Tam Nông, Đồng Tháp, giáp với Long An. 11-8 đánh 12 tới nha các bạn. Đây có thể nói là trái cuối cùng Phú học sinh sẽ kết thúc hay là không. Bóng tốt, kết thúc chương trình đài truyền hình đến là hết. Xin chúc mừng cậu học sinh Phú đã vào bờ quá an toàn. Xin chúc mừng. Quá tuyệt vời cho cậu nhóc. Đẳng cấp, nhiều pha bóng vừa rồi. Một nữa xin chúc cho mọi người luôn sức khỏe, bình an, may mắn trong cuộc sống nha. Các bạn hãy nhớ share và like và share. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Đây là những cái nhóm anh em Đồng Tháp. Đồng Tháp đã có mặt tại Gò Sòi. Đây là Ca Giang, Trầm Dân.